Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Thúy Xe, nơi mình chia sẻ những bài học mà mình rút được từ những cuốn sách hay về kinh doanh, đầu tư và cuộc sống. Trong video này mình sẽ trình bày những bài học mình rút được từ cuốn sách Thiết kế giải pháp giá trị. Cuốn sách tập trung vào hai yếu tố quan trọng của mô hình kinh doanh, đó là phân khúc khách hàng và giải pháp giá trị. Bí quyết để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong muốn chính là tìm ra sự phù hợp giữa hồ sơ khách hàng và giải pháp giá trị của bạn. Thông qua trả lời câu hỏi như sản phẩm của bạn có đáp ứng được những điều cần của khách hàng hay không, nó có giúp giải quyết những rắc rối khó khăn của khách hàng hay không, cuối cùng là sản phẩm của bạn có tạo ra một lợi ích nào đó cho khách hàng hay không. Điều tiên rút ra từ cuốn sách đó là tầm quan trọng của sự đồng cảm. Để hiểu nhu cầu mong muốn của khách hàng, bạn cần áp dụng phương pháp tiếp cận khách hàng lấy khách hàng làm trung tâm, đặt mình vào vị trí của họ. Điều này đòi hỏi sự đồng cảm, đó là khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc với người khác. Để phát triển sự đồng cảm, cuốn sách gợi ý thực hiện các cuộc phỏng vấn, quan sát và sử dụng bản đồ đồng cảm hay là tạo chân dung khách hàng. Những công cụ này có thể giúp bạn hiểu được động cơ, điểm yếu cũng như là nguyện vọng của khách hàng. Bằng cách đó, bạn có thể tạo ra một giải pháp giá trị đánh trực tiếp đến nhu cầu và mong muốn của họ. Ngoài ra, bạn phải liên tục tương tác với khách hàng của bạn để hiểu nhu cầu và mong muốn họ phát triển theo thời gian như thế nào. Bằng cách theo dõi khách hàng của mình, bạn có thể điều chỉnh giải pháp giá trị để luôn phù hợp và đáp ứng nhu cầu thay đổi của họ. Và bước thứ hai đó là tạo ra một giải pháp giá trị rõ ràng và ngắn gọn. Một giải pháp giá trị là một tuyên bố mô tả những lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, cách nó giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Một giải pháp giá trị tốt phải rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu. Để làm được như thế thì giải pháp của bạn phải đáp ứng được 3 yếu tố, đó là phân khúc khách hàng, giải pháp giá trị và sự khác biệt. Phân khúc khách hàng được đề cập đến nhóm khách hàng cụ thể mà bạn đang nhắm mục tiêu vào. Giải pháp giá trị mô tả lợi ích của sản phẩm và sự khác biệt là chỉ là cách cung cấp của bạn khác gì so với có điểm gì nổi bật so với đối thủ cạnh tranh. Bằng cách tập trung vào 3 thành phần này, bạn có thể tạo ra một giải pháp giá trị truyền đạt rõ ràng những lợi ích của sản phẩm đến với khách hàng mục tiêu. Và bước thứ ba đó là sử dụng tư duy thiết kế để tạo ra các giải pháp giá trị tốt hơn. Tư duy thiết kế là một phương pháp giải quyết vấn đề tập trung vào việc hiểu nhu cầu của người dùng, tạo ra các mẫu giải pháp và thử nghiệm chúng để xem là giải pháp nào hiệu quả. Quá trình tư duy thiết kế bao gồm một số giai đoạn như thấu hiểu và đồng cảm với khách hàng, định nghĩa vấn đề, lên ý tưởng giải quyết vấn đề, tạo mẫu và thử nghiệm. Trong giai đoạn đồng cảm, bạn cần tập trung vào việc hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Trong giai đoạn xác định, bạn phải sử dụng thông tin này để xác định vấn đề mà bạn đang cố gắng giải quyết. Trong giai đoạn lên ý tưởng, bạn tạo ra các ý tưởng về cách giải quyết vấn đề. Trong giai đoạn tạo mẫu, bạn tạo ra phiên bản thô của giải pháp. Và trong giai đoạn thử nghiệm, bạn kiểm tra giải pháp đó với khách hàng để xem giải pháp đó hoạt động tốt như thế nào. Bằng cách sử dụng quy trình này, bạn có thể tạo ra một giải pháp giá trị dựa trên nhu cầu của khách hàng và tinh chỉnh để đảm bảo rằng nó đáp ứng những nhu cầu một cách hiệu quả. Và bước thứ tư đó là tầm quan trọng của việc thử nghiệm và lặp lại. Đó là một giải pháp giá trị hấp dẫn là một quá trình lặp đi lặp lại, đòi hỏi phải thử nghiệm và sàng lọc liên tục. Bạn không thể tạo ra một giải pháp giá trị hoàn hảo ngay từ lần thử đầu tiên. Thay vào đó, bạn cần tạo nguyên mẫu, kiểm tra chúng với khách hàng và lặp lại dựa trên phản hồi. Có một số phương pháp để thử nghiệm giải pháp của bạn. Nó có thể là phỏng vấn khách hàng hay là khảo sát. Bằng cách thử nghiệm giải pháp giá trị của bạn với khách hàng thực, bạn có thể thu thập phản hồi và thông tin chi tiết, thứ mà sẽ giúp bạn tinh chỉnh và cải thiện dịch vụ của mình. Ngoài ra, cuốn sách gợi ý bạn nên sử dụng dữ liệu để đo lường hiệu quả của giải pháp bằng cách theo dõi các số liệu như mức độ thu hút khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi hay là sự hài lòng của khách hàng. Bạn có thể xác định các lĩnh vực cần được cải thiện và tinh chỉnh. Bằng cách liên tục thử nghiệm và lặp lại, bạn có thể tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ thực sự gây được tiếng vang với đối tượng mục tiêu của bạn và thúc đẩy thành công trong kinh doanh. Và bước thứ năm đó là điều chỉnh giải pháp giá trị của bạn phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Giải pháp giá trị của bạn là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh tổng thể. Nó cần phải phù hợp mô hình kinh doanh của bạn để thành công. Bạn cần xem xét một số yếu tố khi điều chỉnh giải pháp giá trị của bạn, bao gồm các luồng doanh thu, cấu trúc chi phí và các đối tác chính. Ví dụ, nếu giải pháp giá trị của bạn liên quan đến việc cung cấp một sản phẩm có chi phí thấp, thì luồng doanh thu của bạn có thể dựa trên doanh số bán hàng có số lượng lớn và cơ cấu chi phí của bạn cần được tối ưu hóa để đạt được hiệu quả. Ngoài ra, nếu giải pháp giá trị của bạn liên quan đến việc cung cấp một sản phẩm cao cấp, sang trọng, thì luồng doanh thu của bạn có thể dựa trên giá cao cấp và cấu trúc chi phí của bạn có thể cần được tối ưu hóa cho chất lượng và tính độc quyền. Ngoài ra, giải pháp giá trị của bạn phải phù hợp với các đối tác chính của bạn, chẳng hạn như nhà cung cấp, nhà phân phối hay là đối tác chiến lược. Bằng cách sắp xếp giải pháp giá trị của bạn với các đối tác chính,
bạn có thể tạo ra một mô hình kinh doanh hiệu quả hơn để hỗ trợ cho sự phát triển và thành công của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại bấm nút like và chia sẻ những kiến thức này đến với nhiều người hơn. Cuối cùng, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ với người thân và gia đình và sớm đạt được những gì mà các bạn mong muốn.